các bạn đã quay trở lại với kênh Tô Mộc Khám Phá. Các bạn thân mến, như vậy là một năm nữa chuẩn bị trôi qua. Vui có, buồn có, được có và mất mát cũng có. Và trong năm 2021, chúng ta đã mất đi những người nghệ sĩ tài năng, những người đã trở thành một phần ký ức, một phần tuổi thơ của hàng triệu khán giả Việt Nam. Dù không ai mong muốn, nhưng sinh lão bệnh tử là điều không ai có thể tránh khỏi. Và trong ít phút ngắn ngủi của video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng với Tô Mộc chúng mình tưởng nhớ tri ân những người nghệ sĩ tài năng đã mất trong năm qua nhé. Nghệ sĩ Giang Còi. Có ai còn nhớ gương mặt này không? Với Tô Mộc và chắc chắn nhiều bạn ở đây, người nghệ sĩ này đã trở thành một phần tuổi thơ và một phần ký ức trong cuộc đời này. Cứ vào gặp nhau cuối tuần, gala cười hay trong các đĩa hải Tết, nhìn thấy nghệ sĩ Giang Còi như một thói quen và đảm bảo có chú ấy là có niềm vui. Ấy vậy mà sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật quái ác, người nghệ sĩ tài năng đó đã tạm biệt cõi đời này vào đêm mùng 4 tháng 8 tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng dương 59 tuổi. Nghệ sĩ với nghệ danh thân thương đó, tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 tại Hà Nội. Cố nghệ sĩ tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, học cùng với lớp nghệ sĩ Triều Xuân, Tú Oanh. Và tất nhiên, với lối diễn tự nhiên, giọng nói đến tính cách, tài năng, tất cả khiến mọi tầng lớp khán giả Việt đều yêu mến và khắc ghi cái tên Giang Còi. Ngoài vai trò diễn viên, cố nghệ sĩ còn làm đạo diễn, viết kịch bản. Ông diễn nhiều loại vai, nhưng có lẽ ông để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng là các vai hài và đặc biệt là các vai diễn kết hợp cùng với nghệ sĩ ưu tú Văn Hiệp, nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo. Thật sự, khi những thước phim này được hiện lên, có lẽ tuổi thơ của chúng ta ùa về mạnh mẽ. Theo đó, vào đầu năm 2021, nghệ sĩ Giang Còi phát hiện bị bệnh ung thư giai đoạn 3. Theo nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người thân trong gia đình, dù bị bệnh nặng nhưng ông vẫn sống lạc quan. Nghệ sĩ Giang Còi từng có ý định không điều trị vì nghĩ không sống được bao lâu. Nhưng sau đó, bạn bè động viên, ông đã quyết định điều trị theo phác đồ. Do chữa bệnh cần nhiều kinh phí, nghệ sĩ Giang Còi đã phải giao bán chiếc ô tô hay sử dụng của mình. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng với khán giả đã gửi tiền vào tài khoản nghệ sĩ hỗ trợ ông kinh phí điều trị. Sau khi nam nghệ sĩ mất, gia đình đã đăng tải trên Facebook cá nhân của ông lời nhắn nhủ lúc sinh thời. Sống dài ngắn không quan trọng, quan trọng là sống như thế nào. Ngay sau khi biết thông tin nghệ sĩ Giang Còi mất, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng với đồng nghiệp, công chúng đã tiễn biệt và bày tỏ niềm tiếc thương với ông thông qua mạng xã hội. Qua trang Facebook cá nhân của ông, đông đảo người hâm mộ đã chia buồn cùng với gia đình, chia sẻ nhiều câu chuyện, kỷ niệm liên quan đến những chương trình, vai diễn của ông mà họ được xem. Khán giả viết, vĩnh biệt chú vẫn ở trong tim người hâm mộ. Cảm ơn chú, cảm ơn tuổi thơ của chúng cháu. Chào chú nhé, chào tạm biệt tuổi thơ của cháu. Nếu cố nghệ sĩ Giang Còi cũng là một phần tuổi thơ của bạn, hãy để lại một trái tim yêu dấu hay một lời nhắn nhủ dưới phần bình luận nhé. Mong rằng người chú thân thiện, chân chất đó sẽ tiếp tục hành trình cống hiến những giá trị nghệ thuật cho khán giả, cho cuộc đời ở một thế giới khác. Và gương mặt tiếp theo chắc chắn cũng từng là ký ức của chúng ta. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng. Gia đình là thứ tồn tại duy nhất. Còn tất cả những cái khác, có hay không có, không quan trọng. Đó chính là một trong những thước phim đáng nhớ và nổi bật gần đây nhất của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng trong lòng khán giả chúng ta, người mà khán giả hay chính những hậu bối yêu ái gọi là bố hay ông bố quốc dân. Chỉ cần nhìn vào ông trùm ngày đó là trái tim lại bồi hồi, thổn thức. Bởi có ai đoán được, những thước phim có cố nghệ sĩ vẫn đang chiếu mà ông đã đổ bệnh và rời xa khán giả. Cái tin buồn đến choáng váng đến với khán giả vào ngày 14 tháng 2, ngày mà cứ ngỡ là sẽ tràn đầy niềm vui của ngày lễ tình nhân và cũng là một trong những ngày xuân Tân Sửu, thì người nghệ sĩ ấy được thông báo đã đột ngột qua đời tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư, hưởng thọ 65 tuổi. Có lẽ mọi người không biết, khi đó nghệ sĩ Hoàng Dũng đang quay dở bộ phim Trở về giữa yêu thương thì phát hiện ung thư, nhưng bệnh đã trở nặng, di căn vào cột sống. Vào buổi họp báo ra mắt bộ phim, Hoàng Dũng cho biết ông đang bị viêm cơ, nếu ho chút cũng đau, lắm hôm ông chỉ ngủ được 2 tiếng. Có lúc không đứng dậy được, nhưng có lúc lại bình thường. Tình trạng này cũng gây ảnh hưởng ít nhiều đến tiến độ của đoàn phim, nhưng ông chia sẻ vẫn muốn cống hiến cho công việc. Nghệ sĩ nhân dân Tự Long cho biết, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng lâu nay phải chống chọi với căn bệnh ung thư, nhưng ông vẫn cố gắng tham gia các dự án phim truyền hình, vẫn thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Chính vì thế, tin Hoàng Dũng mắc ung thư và qua đời khiến cho công chúng rất bàng hoàng. Nhưng các anh em nghệ sĩ đều biết, ông đã cố gắng tỏ ra kiên cường nhất. Bạn bè thăm hỏi nhưng Hoàng Dũng đều tỏ ra lạc quan và trấn an ngược lại mọi người rằng ông không sao, chỉ mắc ung thư nhẹ.
Khi biết tin, rất nhiều đồng nghiệp, hậu bối, những người đã từng làm việc với cố nghệ sĩ và đông đảo khán giả đã để lại những lời vĩnh biệt, khiến ai đọc lên cũng bùi ngùi xúc động, khóe mắt cay cay. Hoàng Dũng sinh năm 1956 tại Hà Nội, là diễn viên hoạt động trên cả lĩnh vực kịch, truyền hình, điện ảnh. Hoàng Dũng từng giữ chức giám đốc nhà hát kịch Hà Nội từ năm 2007 đến năm 2017, sau đó nghỉ hưu. Ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào năm 2007. Những năm cuối đời, Hoàng Dũng có rất nhiều vai diễn đắt giá trong bộ phim Người Phán Xử, Sinh Tử. Trong đó, Gái Già Lắm Chiêu và Trở Về Giữa Yêu Thương là hai dự án phim cuối cùng của ông. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng mất đi, chúng ta không khỏi nuối tiếc cho một người nghệ sĩ tài danh. Hình ảnh của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng sẽ còn mãi trong lòng chúng ta, trong lòng khán giả thủ đô và cả nước. Sau hơn 40 năm cuộc đời dâng hiến trọn vẹn cho nghề, sự ra đi thanh thản của ông như một giấc ngủ thiên thu và cũng là sự mãn nguyện của một đời người nghệ sĩ. Và sự mất mát tiếp theo cũng khiến cho nước mắt của chúng ta không khỏi tuôn rơi. Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh. Nếu ai đó hỏi năm 2021 này, bạn buồn thương nhất là điều gì? Có lẽ top 1 chúng mình sẽ trả lời rằng, năm 2021 này, một phần tuổi thơ, một phần ký ức của mình đã bị lấy đi mất, bởi những người nghệ sĩ tài năng đó đã rời bỏ thế giới này. Một người nghệ sĩ được mệnh danh là người ông quốc dân, một người chuyên trị những vai hiền lành, chân chất, đúng chuẩn con người Việt Nam, cũng đã rời xa chúng ta mãi mãi, và đó là nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh. Đôi khi top 1 tự hỏi, đến bao giờ và khi nào một gương mặt mới có thể thay thế, tiếp nối người nghệ sĩ này khi ông đã hằn sâu thật sâu vào trái tim hàng triệu khán giả Việt Nam qua bao nhiêu năm gắn bó với màn ảnh nhỏ. Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh đã qua đời vào sáng ngày 4 tháng 3 do tuổi già sức yếu, hưởng thọ 93 tuổi. Sức khỏe của ông yếu dần trong những năm gần đây. Xuất thân từ sân khấu kịch, nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh từng ghi dấu ấn với những vai diễn trên sân khấu kịch Hà Nội như vai diễn Nguyễn Trãi trong vở kịch Lam Sơn Tụ Nghĩa, Tiền Tuyến Gọi, Âm Mưu và Tình Yêu. Bên cạnh sân khấu, ông còn được biết đến với nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình, ví dụ như Chiếc Bình Tiền Kiếp, Tướng Về Hưu, Hãy Tha Thứ Cho Em, Cỏ Lau, Làng Nổi hay Người Đàn Bà Thứ Hai. Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 1984 và được đặc cách xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào năm 2018. Thật sự, những danh hiệu đó dường như là chưa đủ với những gì mà vị nghệ sĩ đã để lại cho chúng ta. Dù từ nay trên màn ảnh nhỏ đó không còn hình bóng của ông, và nếu có nhớ thì chúng ta chỉ biết lục tìm những thước phim cũ, thì cũng không sao, bởi trong góc nào đó của con tim, khán giả Việt vẫn dành cho người ông quốc dân ấy. Và gương mặt tiếp theo cũng khiến cho chúng ta phải thương xót bởi đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Diễn viên Hải Đăng. Diễn viên Nguyễn Ánh Hải Đăng đã qua đời vào chiều mùng 5 Tết Tân Sửu, tức là ngày 16 tháng 2, chỉ sau sự ra đi của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng vài ngày, anh hưởng dương 35 tuổi. Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên khiến cho gia đình, dàn nghệ sĩ Việt bàng hoàng, xót xa. Vợ sắp cưới của nam diễn viên nghẹn ngào không thành lời. Mọi thứ nhanh quá, em không chấp nhận được anh à. Sự dịu dàng, ấm áp anh dành cho em, anh luôn trong tim em và mọi người. Em yêu anh. Nam diễn viên Nguyễn Ánh Hải Đăng từng tham gia nhiều bộ phim như Ra Riêng Anh Cưới Em, Thám Tử Tình Yêu, Phiên Khúc Đoàn Viên, Sắc Đẹp Dối Trá. Hải Đăng là cựu thành viên nhóm nhạc Rainbow Boys trước khi chuyển sang làm diễn viên, đã tham gia vào nhiều phim. Anh vừa cầu hôn bạn gái không lâu và cả hai chuẩn bị làm đám cưới thì xảy ra vụ việc thương tâm. Nghệ sĩ múa Mai Trung Hiếu. Nghệ sĩ Mai Trung Hiếu có lẽ là một cái tên không mấy xa lạ khi anh được mệnh danh là Hot Boy Làng Múa. Chàng trai tài năng của Làng Múa Việt Nam đã chút hơi thở cuối cùng vào ngày 6 tháng 2, hưởng dương 29 tuổi. Một độ tuổi quá trẻ, còn nhiều ước mơ chưa thực hiện. Vậy nên khi hay tin, nhiều khán giả và nghệ sĩ đã bàng hoàng, thương tiếc. Ca sĩ Dương Triệu Vũ đã nghẹn ngào. Em ra đi thanh thản nhé Hiếu, em còn quá trẻ và tài năng. Anh thương em, một nghệ sĩ múa thiên tài. Cảm ơn em vì sự yêu nghề. Mai Trung Hiếu sinh năm 1992, anh là một trong những người nghệ sĩ múa tài năng của Làng Múa Việt Nam. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Mai Trung Hiếu biểu diễn sân khấu từ năm 4 tuổi, từng du học tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây Trung Quốc. Trước khi qua đời, anh là nghệ sĩ thuộc nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, thành phố Hồ Chí Minh. Mai Trung Hiếu có nhiều giải thưởng, bằng khen và được nhận định là tài năng múa trẻ của nước nhà. Nhạc sĩ Hồ Bắc, tác giả ca khúc Làng Tôi. Nếu là một người yêu nhà quê hương Việt thì sao bạn có thể không biết tới ca khúc Làng Tôi chứ? Và người cha đẻ của ca khúc đó là nhạc sĩ Hồ Bắc, đã qua đời vào sáng mùng 8 tháng 2 tại nhà riêng do bệnh tuổi già.
hưởng thọ 92 tuổi. Được biết, khoảng 3 năm trước, ông bị tai biến, từ đó cho đến khi qua đời ông phải ngồi xe lăn. Nhạc sĩ Hồ Bắc sinh năm 1930 tại Tiên Sơn, Bắc Ninh. Ông tham gia cách mạng từ rất sớm. Năm 15 tuổi, ông đã phụ trách thiếu nhi tuyên truyền cách mạng. Sau đó, ông vào bộ đội và trở thành cán bộ âm nhạc của Văn công Sư đoàn 316, Tổng cục Hậu cần. Từ năm 1956, ông chuyển về công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam cho tới khi nghỉ hưu vào năm 1990. Ông để lại dấu ấn với những ca khúc nổi tiếng về đề tài cách mạng, quê hương như Làng Tôi, Bên Kia Sông Đuống, Gặt Nhanh Tay. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến ca khúc Bến Cảng Quê Hương Tôi, tác phẩm đã giúp cho nhạc sĩ Hồ Bắc được nhận giải thưởng nhà nước năm 2001. Cũng là bài hát được người dân Hải Phòng coi như một Hải Phòng ca, bên cạnh Thành Phố Hoa Phượng Đỏ, sáng tác của Hải Như. Danh ca Lệ Thu. Dịch bệnh là một điều mà không ai trong chúng ta muốn, bởi vì nó đã lấy đi quá nhiều điều tuyệt vời. Và thật không may khi trong đó, nó đã lấy đi giọng ca vàng trong làng tân nhạc Việt Nam. Không ai khác, đó chính là danh ca Lệ Thu. Theo đó, danh ca bị mắc Covid-19 và đã chút hơi thở cuối cùng tại Mỹ vào lúc 19 giờ ngày 15 tháng 1, tức là 10 giờ sáng ngày 16 tháng 1 giờ Việt Nam. Sự ra đi của danh ca Lệ Thu đã để lại niềm tiếc nuối trong lòng những người ở lại. Chia sẻ với báo giới, ca sĩ Đoan Trường nhấn mạnh, sự ra đi của chị là mất mát rất lớn vì sẽ không có một danh ca Lệ Thu thứ hai trong làng âm nhạc Việt Nam. Danh ca Lệ Thu, tên thật là Bùi Thị Oanh, sinh ngày 16 tháng 7 năm 1943 tại Hải Phòng. Trong sự nghiệp trải dài 6 thập kỷ, tiếng hát Lệ Thu khiến bao nhiêu khán giả mê đắm. Điều trùng hợp, bà thành công nhất với ca khúc Về Mùa Thu, được nhiều người công nhận là ca sĩ hát về mùa thu hay nhất. Nghệ sĩ Văn Thành. Nghệ sĩ Văn Thành qua đời vào chiều 28 tháng 2 do bệnh tật, hưởng dương 59 tuổi. Ông là gương mặt sáng của sân khấu phía Bắc, được đào tạo bài bản. Ông xin nghỉ hưu tại nhà hát Tuổi Trẻ từ năm 2015 với lý do chữa bệnh. Một số vai diễn của ông được nhớ đến đó là vai diễn trong vở Nhà Búp Bê, Lôi Vũ. Ngoài sân khấu, như bao nhiêu nghệ sĩ khác, nghệ sĩ Văn Thành tham gia đóng phim và tạo được chú ý với những tác phẩm Tiếng Cồng Định Mệnh, Chuyện Phố Phường hay Xa Ngã. Nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên. Nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên mất tại nhà riêng ở Hà Nội vào sáng 27 tháng 1, thọ 83 tuổi. Trước đó, nghệ sĩ Trung Kiên bị tai biến mạch máu não. Nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên sinh năm 1938 tại Kiến Sương, Thái Bình. Ông nổi tiếng với các nhạc phẩm Chào Sông Mã Anh Hùng hay Quảng Bình Quê Ta Ơi, Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người, Bài Ca Trường Sơn, Người Chiến Sĩ Ấy. Ông còn là thế hệ giảng viên thanh nhạc đầu tiên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nghệ sĩ Triều Linh. Nghệ sĩ cải lương Triều Linh bị nhồi máu cơ tim, dù được người nhà đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu, nhưng ông đã chút hơi thở cuối cùng vào 11 giờ 48 phút ngày 2 tháng 2 ở tuổi 50 năm. Nghệ sĩ Triều Linh, tên thật là Trần Văn Su Kỳ, sinh ngày 7 tháng 7 năm 1966. Ông học ca cổ và tham gia phong trào đờn ca tài tử từ nhỏ. Nghệ sĩ Triều Linh có thời gian gắn bó với đoàn cải lương Long Châu, An Giang, Đất Thép, Trần Hữu Trang. Các bạn thân mến, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, chẳng ai trong chúng ta có thể tránh khỏi. Nhưng biết được điều này để chúng ta trân trọng từng phút giây được sống, được cống hiến, được yêu và biết yêu đã là điều hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất rồi. Những gương mặt thân thuộc, những người nghệ sĩ tài năng đó đã tạm dừng lại ở một trạm nào đó trong cuộc đời này. Nhưng những gì họ để lại cho chúng ta thì mãi mãi không phai mờ. Hy vọng rằng, ở một cuộc đời mới trong một thế giới khác, những con người ấy sẽ có một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc. Và ngay tại giây phút này, hãy cùng với Tô Một Khám Phá Chúng Mình dành vài phút ngắn ngủi để tri ân họ nhé. Cảm ơn vì đã đến với cuộc đời này. Các bạn hãy để lại một trái tim hay lời nhắn nhủ mà các bạn muốn gửi tới họ nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem video đến phút cuối cùng. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng mình bằng cách lan tỏa video với một nút like, share và subscribe kênh Tô Một Khám Phá. Sau đó ấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình là những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ, hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!